Với tốc độ khủng khiếp cùng với khả năng chớp thời cơ siêu nhanh, những cú sút lao đi như tên bắn nên người ta gọi ông là Saeta Rubia, mũi tên bạc. Ông là đối tác ăn ý nhất với huyền thoại Ferenc Puskas trên hàng công. Cả hai tạo thành cặp tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ Real Madrid. Nhờ có ông, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới trong suốt thập niên 50. Sinh ngày 4 tháng 7 năm 1926 tại Barracas, Buenos Aires, Argentina, Alfredo Di Stefano bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình vào năm 1945 trong mùa áo River Plate và giúp câu lạc bộ này giành chức vô địch quốc gia ngay trong mùa đầu tiên khi ông mới 19 tuổi. Sau đó 2 năm, ông tiếp tục là cây săn bàn chủ lực đưa River Plate thống trị bóng đá trong nước. Năm 1949, Di Stefano được cho mượn đến câu lạc bộ của Colombia, Milo Narios. Tại đây, ông tiếp tục trở thành một trong những chân sút khét tiếng nhất lịch sử câu lạc bộ này, khi giúp Milo Narios giành đến 4 chiếc vô địch Colombia, trong đó có 3 mùa liên tiếp. Quá ấn tượng với Di Stefano, Real Madrid đã trả cho River Plate 217.000 euro để mua lại siêu tiền đạo này, một bản hợp đồng kỷ lục thời bấy giờ. Và câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã may mắn mua được một trong những chân sút vĩ đại nhất của thế kỷ 20. À không, của mọi thời đại mới đúng. Một cỗ máy ghi bàn đúng nghĩa. Di Stefano cùng với Ferenc Puskas tạo nên cặp tiền đạo kinh hoàng nhất trái đất trong thập niên 50. Đỉnh của đỉnh chính là 5 chiếc cúp C1 liên tiếp từ năm 55 đến 60. Một kỷ lục mà sẽ mãi mãi không bao giờ có câu lạc bộ nào lặp lại được. Bá đạo hơn nữa, tiền đạo người Argentina còn giúp câu lạc bộ Real Madrid giành 9 chiếc vô địch La Liga liên tiếp từ năm 1953 đến năm 64, một kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ đấu bò. Alfredo Di Stefano cũng đã 2 lần nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 57 và 59. Năm 1961, Real Madrid còn giành thêm được một cúp nhà vua và một cúp liên lục địa. Ông giành danh hiệu vua phá lưới La Liga trong 4 mùa giải liên tiếp từ năm 1954 đến năm 58. Di Stefano cũng là tiền đạo duy nhất trong lịch sử chơi cho 3 đội tuyển quốc gia khác nhau là Argentina, Colombia và Tây Ban Nha. Năm 1948, Di Stefano giành được Copa America cùng với Argentina. Sau 11 năm chơi cho Real, ông chuyển đến Espanyol vào năm 64 chơi thêm 2 mùa nữa rồi giải nghệ. Sau đó, ông trở thành chủ tịch danh dự của Real Madrid vào năm 2000. Trong suốt sự nghiệp 23 năm, ông đã ghi tổng cộng 376 bàn thắng cho 5 câu lạc bộ, trong đó có đến 216 bàn thắng đóng góp cho Real Madrid. Năm 2003, trong lễ kỷ niệm 100 năm FIFA, Di Stefano được bình chọn là cầu thủ vàng của bóng đá Tây Ban Nha trong 50 năm qua. Ông nằm trong danh sách 100 huyền thoại của vua bóng đá Pelé. Tạp chí bóng đá hàng đầu thế giới France Football đã mở một cuộc bình chọn dành cho những cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Trong đó, Di Stefano đã xếp thứ tư, chỉ sau Pelé, Maradona và Johan Cruyff. Ông mất vào ngày 7 tháng 7 năm 2014 vì bệnh tim, hưởng thọ 88 tuổi. Buổi chụp hình này diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2007 tại sân Anfield. Liverpool chính thức giới thiệu đến thế giới một trong những tiền đạo đắt giá nhất và hay nhất lịch sử của họ, Fernando Torres. Trước khi chuyển đến Anfield, Enino đã chơi cho Atletico Madrid từ năm 2001 đến 2007 với tổng cộng 249 lần ra sân, ghi được 91 bàn thắng. Bản thành tích vô cùng ấn tượng của siêu tiền đạo người Tây Ban Nha đã hoàn toàn thuyết phục Rafael Benitez cùng ban lãnh đạo Liverpool chi đến 38 triệu euro để mua anh về, một kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử câu lạc bộ. Và tại Anfield, Torres đã chơi những mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. Anh trở thành một trong những chân sút khét tiếng nhất lịch sử câu lạc bộ giàu truyền thống Liverpool lẫn giải Ngoại hạng Anh. Ngay mùa đầu tiên, Enino đã ghi đến 33 bàn thắng giúp Liverpool cán đích Premier League ở vị trí thứ tư và vào đến bán kết Champions League. Anh là cơn ác mộng với mọi hàng thủ tại châu Âu. Cứ hệ Torres có bóng trong vòng cấm thì đến hơn 90% sẽ có bàn thắng. Còn khi anh một đối một với thủ môn, tiền đạo này chưa bao giờ bỏ lỡ một bàn thắng nào. Sau 3 mùa rưỡi gắn bó với The Kop, Fernando Torres đã ghi được 81 bàn thắng sau 142 trận. Từ khi Torres chuyển đến Chelsea,
chiếc áo số 9 tại Liverpool đã bị gán một lời nguyền. Bất kể tiền đạo giỏi cỡ nào, nhưng khi mặc áo số 9 sẽ trở thành những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau Torres, hai bản hợp đồng kỷ lục của The Kop trở thành bom xịt khi mặc áo số 9 là Andy Carroll và Christian Benteke. Từ sau khi Benteke ra đi, chiếc áo số 9 đã bị bỏ dở và không ai dám mặc nữa. Từ mùa bóng năm sau, Roberto Firmino sẽ kế thừa chiếc áo này, nhường áo số 11 lại cho Mohamed Salah. Nhưng dù là có ai mặc đi nữa, thì Fernando Torres vẫn mãi mãi là chiếc áo số 9 lợi hại nhất, xuất sắc nhất, toàn diện nhất và được yêu mến bậc nhất tại Liverpool. Ngày 4 tháng 7 năm 2004, mọi con đường đều dẫn về sân Estadio da Luz, Lisbon, nơi diễn ra trận chung kết Euro giữa Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Đây chỉ mới là lần thứ hai Hy Lạp được tham dự một vòng chung kết Euro, nhưng đoàn quân của Otto Rehago đã viết nên một câu chuyện thần thoại khi vào đến trận chung kết. Đây là trận chung kết Euro đầu tiên với cả Hy Lạp lẫn chủ nhà Bồ Đào Nha. Hy Lạp và Bồ Đào Nha từng nằm chung với nhau ở bảng A. Hai đội bóng này đã đá trận mở màn và họ cũng là những người đá trận hạ màn của kỳ Euro lần thứ 12 trong lịch sử. Ở trận khai mạc diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Porto, Bồ Đào Nha đã để thua đáng tiếc 1-2 nên họ rất quyết tâm trả thù ở trận đấu cuối cùng này để đăng quang ngay tại sân nhà. Trong trận bán kết, Bồ Đào Nha đã vượt qua Hà Lan 2-1 trong khi Hy Lạp đánh bại hiện tượng Cộng hòa Séc 1-0. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến từ cú sút quyết đoán của hậu vệ Miguel Montero. Hy Lạp cũng không phải dạng vừa với câu trả lời ngay sau đó. Với sức nóng khủng khiếp từ bốn phía khán đài sân nhà của Benfica, Manic đã tự tin tung ra pha dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá vào phút 57. Angelos Charisteas thực hiện pha đánh đầu sở trường ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Khi trọng tài người Đức Markus Merk thổi còi tan trận thì cũng là lúc cả sân Da Luz chết lặng, chỉ còn những tiếng reo hò từ phía khán đài các cổ động viên Hy Lạp. Và cứ sau một trận chung kết, có nụ cười hạnh phúc dành cho những người chiến thắng thì phải có nước mắt tiếc nuối của những người thua trận. Một cái kết không thể đẹp hơn và có hậu hơn cho câu chuyện thần thoại của đội tuyển Hy Lạp cùng với ông thầy đáng kính Otto Rehago. Họ giành được chiếc vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử đội bóng và trở thành đội tuyển thứ 9 của châu Âu bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá lục địa già. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu thuộc về Nikopolidis của Hy Lạp. Cầu thủ xuất sắc nhất cũng thuộc về một cầu thủ Hy Lạp, Theodoros Zagorakis, vua phá lưới thuộc về Milan Baroš của Cộng hòa Séc với 5 bàn thắng. Ngày 4 tháng 7 năm 2006 tại Dortmund, đội chủ nhà Đức cũng đã phải nói lời chia tay World Cup ngay trước mặt các khán giả nhà sau khi họ nhận thất bại trước người Ý. Đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Hai đội đã cống hiến một trận cầu đầy hấp dẫn và mãn nhãn, đúng với tên tuổi của hai ông lớn bóng đá thế giới. Sau 90 phút không có bàn thắng, hai đội phải cần thêm 30 phút hiệp phụ để giải quyết. Và đó là nơi mà tinh thần thép của người Đức đã không thể thắng được sự kỷ luật, bảo thủ trong lối chơi phòng ngự phản công đặc sản của bóng đá Ý. Manchap đã phải nhận hai bàn thua chóng vánh chỉ trong vòng có 2 phút cuối của hiệp phụ thứ hai, một thất bại không thể cay đắng hơn. Khi mà Đức đang muốn đưa Ý đến loạt 11m, nơi mà các cầu thủ chủ nhà sẽ tự tin với phần thắng hơn,
nhưng Fabio Grosso với một cú cứa lòng mẫu mực đã khiến cả sân Westfalen Stadion chết lặng. Một phút sau, trong một pha phản công tiêu biểu của bóng đá xứ mì ống, Alessandro Del Piero đã đảm bảo cho Azzurri chiếc vé chơi trận chung kết tại Berlin bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Những hình ảnh ăn mừng của các soái ca người ấy sẽ thay cho lời chào của bongda.com.vn. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Tụi mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video hay hơn nữa trong thời gian sắp tới. Nếu thích bongda.com.vn, các bạn có thể bấm subscribe để nhận được thông báo mới nhất đến ngay thiết bị của mình mỗi khi kênh tụi mình up video lên nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.